Đấy, đúng không? Cũng ở cùng thôn Lan Trường ở xã Bình Chánh, liên hệ số điện thoại 83525553. Thôn Lan Trường là quận một, yêu cầu nhân dân và đại diện ngân sách phường công nhận giải hóa giao ra các khu dân cư để sửa ra công. Mời các bạn đến lấy tiền nhanh nhỉ. Đấy, con sao đi có ná ấy. Nó hiền lắm. Con muốn xa nhưng không xa. Con ra kia. Con hiền hả? Thế thì người ta mới để đấy. Con nhắn. Em biển xa đi. Con cừu con này. Con cừu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.